đó là hướng cực tim từ trên xuống dưới, từ phải sang trái, từ sau ra trước. Khi học khẩu quyết đó thì các bạn mới nhớ cho được, đó là mặt phẳng phấn số sẽ được đọc bởi ba chữ đạo của tâm giác anh cho đây. Đó là D1 đọc theo hướng này, D2 đọc theo hướng này, và D3 đọc theo hướng này. Sau đó ta học tiếp tới ba chữ đạo của tâm giác nguyên sinh, đó là AVR sẽ đọc theo hướng này, AVL sẽ đọc theo hướng này, và ABF sẽ đọc theo hướng này. Đó là 6 chữ đạo để đọc mặt phẳng phân thuộc. Sau đó ta đã học được 6 chữ đạo để học đọc mặt phẳng hồ ái thuật. Đó là V1, ngay bên phải của xương ức, ngay như chữ bộ. V2, ngay bên trái của xương ức, ở đường chữ bộ. V4, ở đường giữa, đường trung lớn, cũng ngay như chữ bộ. V3 là trung điểm của V2 và V4. V5, V6. Khi đọc từ V1 tới V6, thì các bạn sẽ vẽ thêm 3 động mạch vành trên ngực của mình. Đó là RCA, đó là LAD, và đó là LCX. Và nhớ rằng 6 chỉ đạo từ V1 tới V6 chỉ để đọc mặt phẳng horizontal mà thôi. 3 chỉ đạo của tâm giác Ajuven đọc mặt phẳng phân thuộc. Nhưng vì nó bỏ trống một khoảng rất rộng là 60 độ, cho nên người ta thêm một tâm giác nữa, đó là tâm giác nguyên sinh, đọc theo mặt phẳng phân thuộc luôn, để cho những cái tổn thương mà bỏ trống trên mặt phẳng phân thuộc bây giờ cộng hai cái tâm giác đó, thì mỗi cái tổn thương bỏ trống sót dùng nó chỉ còn một khoảng 30 độ thôi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển vào khẩu quyết 2. Khẩu quyết 2 nói rằng khi hoại tử tê đi máu và ít tê cũng được. Các bạn nhìn lên đây, các bạn thấy vùng đen này người ta gọi nó là quy hoại tử, vùng màu tím này người ta gọi nó là vùng ít tê tổn thương, vùng màu trắng này người ta gọi nó là vùng tê đi máu. Và kế bên các bạn nhìn cái điều tâm đồ, các bạn sẽ thấy tương ứng với những tổn thương đó ta sẽ có sống quy như thế nào, sống tê như thế nào và ít tê như thế nào. Các bạn nhớ dùng cho thầy ớt tê trong tổ hợp nội mẫu ta sẽ có hai loại là ớt tê trên lên và không có ớt tê trên lên. Ớt tê trên lên có nghĩa là cái lòng của động mạch vành đó đã bị tắc và hạ nguồn của nó không có máu mình, cần phải được cứu khẩn cấp. Còn ớt tê không trên lên có nghĩa là cái động mạch hạ nguồn chưa bị tắc, có một mảng bong chóc đã trong ra nhưng chưa làm tắc hoàn toàn, nghĩa là vùng hạ nguồn chưa bị nhồi máu, có thiếu máu nhưng chưa bị nhồi máu. Vấn đề là không biết bao lâu nữa nó sẽ chết. Điều đó có nghĩa là người bác sĩ trực tim mạch phải tính toán chi li và đánh giá hết tất cả các yếu tố để xem có cần BSA ngay và đặt stent liền hay chưa. Khi đó các bạn nhìn thêm qua đây, khi các bạn đặt cái câu hỏi trong đầu của mình như vậy thì các bạn nhớ liền mũi tên màu đỏ này. Khi chúng ta có khi hoại tử tê thứ mà có tê tổn thương, có tê không trên lớn hay không trên lớn, thì ta nhớ rằng cỡ lâm sàng nào sẽ khảo sát cái nào. Để khảo sát post-radiation ta cần ECG và MSCT sát trong tình. Để khảo sát perfusion ta cần echo tim và MRI bypass. Rồi, có gì vậy đây? Dạ.